Hello, em gặp anh trò chơi. Em mong survival. Ok. Game này được có âm nhạc cứu mạng ấy kìa. Đấy, sao bản mới rồi. Trò này rất đáng ghét để bắt kết nối mạng các bạn. Tiếp tục trên cái màn là bắn bi. Mạnh quá. Và một viên rồi. Và viên nữa rồi. Tiếp theo cái trò này nó lại rất nhiều quảng cáo nhé. Hôm trước tải về không có quảng cáo đâu, nhưng mà phiên bản update mới nhất chèn rất nhiều quảng cáo là còn bắt kết nối đúng không? Mạng đấy, cho một sao thế thì chơi nào được. Tạch 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 vì đấy áo sang màn gì này. Chết chết chết. Yeah. Rồi rồi. Sang cái game UX à? Mọi người không thể tưởng tượng được cái game này đâu. Mỗi một ván nó cho một cái quảng cáo. Tí mình đã phải xóa đi. Yeah. Chịu. Chúng ta sang Squid Game. À, gặp cái cô B. Ui, bắn lúc nào chờ tinh xuống. Predict. Game chơi lại. Đây, chúng ta sang cái game challenge này. Vào luôn cái role này. Ok. Bốc thăm trúng thưởng đâu anh.
Yeah. Tùng đồng xu. Tung hai cái lần hình tròn lên nào đó. Một bằng kéo co. Mà này chả hiểu lắm. Này nó không có âm thanh luôn. Ok, nhớ rồi. Ui. Được thưởng này, đây là thưởng một cái gắp này, cái kèm. Ok. Sang màn mới đây. Đấy, chúng ta đang xếp hạng này. Rồi, về rồi. 무궁화 꽃이 피었습니다. 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 Chơi rồi, chúng ta sang Squid Challenge. Nhấy cái màn này. Chơi Subway Squid. Đây, bây giờ cũng do ra cái kiểu game kiểu này nó mình chịu luôn. Kéo xuống tí. Hài không? Có cô gái đằng sau đang đuổi. Thua luôn đấy. Trò gì cũng có thể nghĩ ra được. Ôi sao bắt thế. Trời, mình thấy giống trò sắp hơi sắp hơi quá.
Úi sao cam này nó lại lệch này. Game mình cũng khá là mượt, thao tác sang trái sang phải cũng khá là mượt đấy. Đồ họa hơi xấu tí. Đây là sang game Squid Game này. Osuke. Team bên này thắng rồi đấy. Nhiều màn lắm, thao mà chơi. Ui, cái mình được ấy. Mình đánh giá đồ họa khá là ok.
Ui. Ui ôi, chết rồi. Nào mình sẽ trốn đi đâu đó để mà cho các thanh niên đó. Ui ui, ném nhau rồi chán đi, xong rồi mình vét. Thanh niên kia có cái chai. Thật không thể tin được. Game này hay đấy. Khác hẳn so với những cái game mình đang chơi. Game này đồ họa tốt này, có âm thanh, mình thương nó rất là chúng ta không qua được cái màn này. Đi qua đây nó gió nó thổi. Trời ơi. Người đẩy nhau luôn. Suýt qua được thì các nhân làm gì mà chạy nhanh thế, chạy nhanh thế nhỉ. Cuối cùng là ui. Nghe này tuyệt vời đấy. Đánh nhau à? Nó xin tuôn không ạ? Kinh quá. Người này đúng là xin tuôn luôn à? Mình phải xếp cái trò này lên đầu tiên. Tuyệt vời, trò quá hay. So với những cái game khác. Thắng rồi. Ok. Chỗ này có 3 màn thôi nhưng mà không biết chỗ nào một lần luôn. Đen. Thanh niên số rất là nhỏ. Cho các bạn nhìn nhẹ trước nha. Nó nhảy đi. Không. À. Được. Sure. À, còn mà cái màn cuối này. 7 màn mới còn màn cuối. Sinh tồn nữa. What? Đã sang cái cuối cùng đây này.